cái túi má Huy ơi Huy. Kê má đẻ con. Mấy thằng cướp chết với tao. Anh cướp. Bơi tao anh cướp. Ê nó quay lại kìa. Ê nó quay lại kìa. Bắt nó má. Chạy cái bóp lại cho tao. Liêu liêu trời ơi, đi xe đạp mà nó bắt cướp kìa. Liêu 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 liêu. Má 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 dừng lại. Ủa sao vậy? Dám chụp quê tao. Lấy chiếc xe này đi bắt tụi nó là đúng bài. Lên xe má. Ê ê xe xe. Xe ngon xe ngon. Xe này đã hơn hả? Chúng mảnh rồi trời ơi, xe ngon quá. Lên xe má ơi. Xe hơi xe hơi xe hơi. Chết tụi mày với tao. Ê xe này ngon nè. Ngon. Tụi cướp chết với con. Ngược nó cho má. Xuyết lên. Má con thấy con siêu xe kia kìa. Lấy nó dí bọn cướp. À, xuống 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 xuống. Wow xe đẹp xe đẹp. Má thấy xe này ngon không? Xe này mà dí tụi nó là lấy lại cái bóp cho má liền. Vừa qua công an nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa bắt được hai má con ăn cắp siêu xe tại D-Auto. Mọi người cần cảnh giác trước những trò trộm cắp tinh vi như này nhé.